Má, tao nói đầu năm đéo có muốn khẩu nghiệp đâu. Nhưng mà tao nói đéo chửi đéo được. Hỏi thử bà con nè, trong khi bây giờ thế giới người ta đang rúng động với cái đại dịch cúm corona nè, bởi vì nó quá nguy hiểm đi ha, nó chưa có thuốc chữa, nó lây quá lẹ đi, thì ở Việt Nam mình đã có người chết vì dịch cúm corona rồi, nhưng mà lãnh đạo Việt Nam mình vẫn tỉnh bơ, giống như không có con mẹ gì xảy ra hết trơn, vẫn thản nhiên rước hàng trăm khách du lịch từ Vũ Hán, là cái thành phố mà đại dịch bệnh đó, cái ổ mà dịch bệnh đó, qua chơi phà ca ha, đi ta nói lây bệnh cho dân từ đầu trên xóm dưới, Sài Gòn, Hà Nội, Khánh Hòa, Nha Trang đổ hết, tới độ ngay cả Bắc Triều Tiên là cái đất nước mà thuộc dạng ngu lâu dốt bền khó đào tạo ha, mà thằng Kim Jong-un á nó cũng cho đóng cửa biên giới với Trung Quốc luôn rồi, nó cấm luôn khách du lịch rồi, bởi vì nó sợ khách du lịch đi ngang qua Trung Quốc rồi mang bịch dịch bệnh vô cho dân của nó. Mà tụi bay là những thằng, những con lãnh đạo đất nước á, tụi bay còn thua thằng Kim Jong-un nữa. Đó, ngay cả Philippines á, mới trả về cho Trung Quốc một đoàn khách du lịch 500 người kìa ha. Bởi vì lợi lộc cỡ nào á, cũng không có bằng cái sự mà an nguy của dân nước người ta hết trơn. Còn tụi bay để cho những cái thằng, những cái con mọi Trung Quốc, những cái thứ mà ăn lông ở lỗ, ăn dơ ở bẩn á, đem bệnh đem quạng đi phát tán hả, khắp mọi miền đất nước cho dân tụi bay. Tụi bay có làm được cái chó gì để an lòng dân ngoài cái chuyện xạo lòng theo cái kiểu mà chưa có ai bị nhiễm bệnh, hay là tụi bay bưng bít thông tin, tụi bay cấm báo chí đăng tin, tụi bay nói là sợ lòng dân hoang mang. Mẹ hoang mang cái ông cố nội cha nhà tụi bay ha, tới giờ này mà còn sợ mít lòng thằng Trung Cộng hả, anh em tốt, đồng chí tốt, mấy cục vàng gì của tụi mẹ nó, tao nói tụi Trung Quốc á nó là cục cứt chứ cục vàng, cái con mẹ gì. Tụi bay dẹp cái hèn, cái tham của tụi bay đi nha, không mẹ tụi bay không có lo cho sức khỏe của gần 100 triệu người dân Việt Nam á, rồi tới khi dân nhiễm bệnh, dân chết mẹ nó hết rồi, còn ai đóng thuế để nuôi mấy cái bản mặt mập của tụi bay. Tao nói tụi bay nghe, cái con virus corona đó nó không có con mắt đâu nha, không nó không có phân biệt được á ai là dân thường, ai là lãnh đạo đâu nha, không nó lây là nó lây hết, mà chưa có thuốc chữa nha, không có nghĩa là mắc bệnh là chỉ có chết thôi. Cho nên tụi bay biết khôn, tụi bay biết bảo vệ mạng sống cho người dân, cũng chính là tụi bay đang tự bảo vệ mạng sống của tụi bay và gia đình tụi bay. Cái việc cần làm của một người lãnh đạo ngay lúc này là phải đóng cửa biên giới với thằng Trung Cộng ngay và liền, phải cấm cửa tất cả những thằng, những con mọi Trung Quốc, những cái thằng, những con đến từ cái ổ đại dịch bệnh đó đó, cấm cửa ngay, không cho bước qua Việt Nam mình nữa. Còn bà con cô bác mình á, đừng có mong chờ gì vào cái sự giúp đỡ của chính quyền này, một cái chính quyền mà không bao giờ biết lấy sự an nguy của dân làm trọng, mà mình phải tự cẩn thận để mình tự cứu lấy chính mình và gia đình của mình. Sẵn đây á, người dân á, xin có đề nghị những đồng chí lãnh đạo đất nước kính yêu, những người luôn ra rả cái mỏ là đại dịch cúm corona không có con mẹ gì nguy hiểm ha, xin các đồng chí hãy làm một chuyến du hành đầu năm đến thành phố Vũ Hán đi, đi càng đông càng vui, đi càng lâu càng tốt, không có tốn kém con mẹ gì bao nhiêu đâu nha, không đi một chuyến đi ha, du hành đi đặng mà thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hai nước nha, không nhân dân rất là hoan nghênh, rất là mong á nha các đồng chí. Thấy không? Cần tiền thì dân góp tiền lại cho đi, nhớ không?